Ung thư phổi được biết đến là một trong những bệnh ung thư đứng hàng đầu và là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở nam giới. Nguyên nhân chính và chủ yếu gây ung thư phổi chính là thuốc lá. Mời quý vị cùng theo dõi các phân tích của chuyên gia để thấy mức độ nguy hại từ khói thuốc. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 trường hợp tử vong vì bệnh ung thư phổi. Riêng năm 2020, cả nước có thêm 26.262 người mắc ung thư phổi và có 23.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Trong đó, 90% người mắc bệnh là do thói quen hút thuốc lá. Cái nguyên nhân chính xác của ung thư phổi thì thật ra thì mình chưa có được biết rõ, nhưng mà người ta tìm thấy cái yếu tố liên quan. Để hàng đầu là yếu tố hút thuốc lá, cái thứ hai là mình tiếp xúc với các hóa chất hoặc các khí độc hại hoặc là những cái khí ô nhiễm. Di truyền nó cũng đóng góp một phần nhỏ trong cái việc mà gây ra ung thư phổi. Thì cái tỷ lệ ung thư phổi đó thì người ta thấy nếu mà cái người nam đó hút thuốc lá thì cái tỷ lệ ung thư phổi sẽ gấp 23 lần cái người không hút thuốc lá. Còn người nữ nếu mà hút thuốc lá thì tỷ lệ ung thư phổi nó sẽ gấp 13 lần. Vì vậy hút thuốc lá là một yếu tố rất là đáng quan ngại trong cái việc gây ra bệnh ung thư phổi hiện nay. Sự độc hại của thuốc lá đến phổi, hầu hết người dân đều biết rất rõ. Tuy nhiên, thuốc lá vẫn tồn tại trong thói quen sinh hoạt của rất nhiều người. Dọc trên các tuyến đường hay trong các quán cà phê, có thể dễ dàng nhìn thấy mọi đối tượng, bất kể nam hay nữ, dưới đa dạng các lứa tuổi khác nhau đang hút thuốc lá. Đây là một thói quen không chỉ ảnh hưởng đến bệnh về hô hấp, mà còn gây hại cho rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Cái việc hút thuốc lá đó, nó gây ảnh hưởng trên mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, đặc biệt là bốn cái nhóm sau đây. Thứ nhất là những cái người mà có bệnh mãn tính về đường hô hấp, thí dụ như là hen phế quản hoặc là viêm phế quản mãn tính hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì khi mà họ hút thuốc lá đó thì cái khói thuốc lá đó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ nhiễm trùng cấp tính và gia tăng cái mức độ nặng của người đó. Rồi cái thứ hai nữa là những cái đứa trẻ mà nó bị phơi nhiễm với khói thuốc lá thì nó dễ mắc cái bệnh lý về đường hô hấp, thí dụ như là hen phế quản, viêm mũi dị ứng hoặc là các bệnh lý viêm phổi, vân vân. Đối với phụ nữ có thai đó mà nếu hút thuốc lá thì ngoài cái việc mà nó gây ra ảnh hưởng sức khỏe trên người mẹ thì nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, nó gây dị tật bẩm sinh, rồi nó gây sinh non, rồi nó gây nhẹ cân. Hút thuốc lá không những gây ra bệnh ung thư phổi mà còn gây ra hàng loạt các bệnh ung thư khác trong hệ hô hấp như ung thư thanh quản, ung thư khí quản và cả ung thư dòm họng. Ngoài ra nó còn gây ra những bệnh lý khác như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư bàng quang. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong đó có 200 loại có hại cho sức khỏe, bao gồm các chất gây nghiện, các chất gây độc và 69 chất gây ung thư. Chính vì thế, không chỉ người hút trực tiếp mà người hít khói thuốc cũng được xem là một hình thức hút thuốc thụ động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.